Vitamin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Chào đón quý vị thính giả, chúng ta cùng đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng của kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe JFM. Vâng, thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đồng hành với chương trình để tìm hiểu về chủ đề đó là điều trị bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ. Và đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ cung cấp những thông tin và tư vấn thấu đáo đến cho quý vị. Đó là Thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, chuyên khoa nhi đến từ Bệnh viện Sanh Pôn. Đầu tiên xin được gửi lời chào và cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã tham gia chương trình. Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình, xin chào Công Nghĩa. Vâng ạ. Xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói cốm tăng chiều cao, tăng cường sức đề kháng Previptin 2 của công ty dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm thì quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn số 19001259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, chúng ta thấy rằng là bệnh viêm đường hô hấp trên là cái bệnh khá phổ biến đúng không ạ? Và Công Nghĩa thấy rằng là nó rất là thường gặp ở những cái đối tượng là trẻ nhỏ, nhất là khi mà thời tiết nó có cái sự thay đổi thất thường. Tuy là một cái căn bệnh mà chúng ta thường nói với nhau là nó nhẹ thôi, dễ điều trị nhưng mà nó lại hay tái phát và có thể là nó cũng nếu mà chủ quan cũng có thể dẫn tới rất là nhiều những cái vấn đề khác. Thì ngày hôm nay trước tiên thì Công Nghĩa muốn đặt ra một cái câu hỏi với thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Đó là viêm đường hô hấp trên là gì? Chúng ta phải định nghĩa và hiểu nó như thế nào mới đúng ạ? Xin chào quý thính giả. Chúng ta biết rằng là viêm cái đường hô hấp trên là một cái bệnh lý rất thường gặp ở trẻ nhỏ, dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Nó là cái bệnh mà có tỷ lệ mắc và cái tần suất mắc nhiều nhất trên thế giới, cũng như là ở Việt Nam. Thì không có một em bé nào khi mà từ lúc sinh ra mà cho đến lúc lớn mà lại không bị viêm mũi họng một lần. Ít nhất là cũng bị một lần, nhưng tôi nghĩ chắc là cái số lần đấy nó phải nhiều hơn một. Thì chúng ta biết rằng là cái đường hô hấp của chúng ta, hệ hô hấp nó bao gồm từ mũi họng rồi thanh quản, khí quản, phế quản. Đây là những đường dẫn khí. Và tận cùng của cái đường hô hấp là chính là cái nhu mô phổi, tức là các phế nang, là cái túi chứa khí. Và những cái túi chứa khí này nó sẽ làm nhiệm vụ trao đổi khí và lấy oxy đi nuôi cơ thể và đào thải khí CO2. Thế và cái đường hô hấp trên thì bao gồm mũi họng và thanh quản. Và viêm cái đường hô hấp trên thì nó là một cái nhóm bệnh do vi khuẩn hoặc virus gây ra nên những tổn thương viêm cấp tính ở cái đường thở trên. Và cái bệnh lý này thì nó rất là thường gặp và nó do chủ yếu là do virus, hay gặp nhất là các virus hợp bào hô hấp này, rồi adenovirus, rồi virus cúm, á cúm. Tôi nhớ là năm ngoái là có một cái dịch cúm là cũng tương đối là lan rộng và kéo dài đến gần đến mùa đông, cũng vẫn còn rất là nhiều những em bé là bị mắc cái viêm đường hô hấp trên là do cúm. Rồi ngoài ra nó cũng có thể do một số vi khuẩn, ví dụ như Haemophilus influenzae, thì cái vi khuẩn này nó hay gây nên cái trường hợp mà cái viêm tay giữa, rồi những cái viêm họng do cái con liên cầu khuẩn. Những viêm họng do liên cầu khuẩn thường gặp là em bé lớn tuổi hơn, tức là tầm khoảng chừng 4-6 tuổi. Thì nếu chúng ta không điều trị tích cực các cái ổ nhiễm khuẩn ở họng như thế này mà bệnh tái đi tái phát nhiều lần thì nó có thể dẫn đến những cái biến chứng khác, ví dụ như là em bé mà mắc cái típ liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A chẳng hạn, thì nó có thể gây nên biến chứng viêm khớp, viêm tim. Thế và cái những cái viêm đường hô hấp trên mà do virus thì nó thường là tự khỏi sau 5 đến 7 ngày và chúng ta chỉ cần vệ sinh mũi họng cho tốt này, rồi giúp bé tăng cường sức đề kháng, ăn uống tốt thì dần dần bệnh sẽ tự hạn chế. Vâng. Như Công Nghĩa vừa mới chia sẻ, đó là cái đối tượng mà thường xảy ra cái tình trạng là viêm đường hô hấp là trẻ nhỏ. Có một cái lý do, những cái nguyên nhân nào không và những cái điều kiện nào là yếu tố thuận lợi gây nên cái bệnh là viêm hô hấp ở trẻ, thưa bác sĩ? Đúng như vậy, có rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao các em nhỏ lại rất hay bị cái viêm đường hô hấp trên. Thì chúng ta biết rằng là cái trẻ nhỏ, mà đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, thì hệ thống miễn dịch của em bé thì còn rất là non yếu. Hệ cái miễn dịch mà chúa thụ động cho mẹ truyền ra cho trong lúc mà mang thai thì nó giảm dần và gần như bằng không khi mà em bé được 12 tháng tuổi. Và khi mà trong khi đó thì cái miễn dịch chủ động do cơ thể tự sinh ra thì lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bởi vậy là trẻ nhỏ là thường là đối tượng tấn công của cái vi khuẩn virus. Vì chúng ta biết rằng là cái đường thở trên của chúng ta trong mũi họng bình thường cũng có rất là nhiều những cái vi khuẩn virus nó cư trú ở đấy, nhưng bình thường nó không gây bệnh, nhưng mà gặp những lúc mà điều kiện thuận lợi thì cái vi khuẩn virus đấy nó lại trỗi lên và có thể gây bệnh. Hoặc thậm chí là trẻ nhỏ thì hay phải đi học mẫu giáo này, rồi đến trường này, rồi là nhiều khi là các bạn là ho khạc mặt nhau là cũng dễ bị lây nhiễm. Thế rồi trẻ nhỏ thì chúng ta biết rằng là cái hệ hô hấp của em bé vẫn còn non yếu, đường thở còn hẹp, đặc biệt là trong mũi. Chúng ta biết rằng là mũi của chúng ta làm cái bộ máy lọc sạch không khí khi chưa vào phổi. Trước khi vào phổi, không khí phải được làm sạch này,
làm ẩm và được làm ấm. Thì cái ba cái tính chất này thì nó đều là do cái mũi của chúng ta đảm nhiệm. Hệ thống lông mũi thì nó sẽ có tác dụng giữ lại những bụi bẩn, rồi những mạch máu ở trong mũi thì nó cũng sẽ làm cho cái không khí của chúng ta được ấm lên. Thế và cái những cái dịch nhầy ở cái đường mũi thì nó làm cho không khí mà chúng ta hít vào nó được ẩm, và nhờ thế mà không khí hít vào trong phổi thường là sạch. Thế thì cái mũi của chúng ta rất là quan trọng. Nếu như chúng ta hàng ngày mà không giữ gìn cái vệ sinh mũi họng cho bé được tốt thì em bé cũng rất dễ bị viêm nhiễm. Và những yếu tố thúc đẩy cái bệnh gia tăng là cái môi trường sống. Tức là cái môi trường sống của chúng ta thì nói chung là còn nhiều ô nhiễm. Thế thì ngay cả những cái tự bản thân chúng ta, tôi thấy là có cũng rất nhiều những cái bạn là chúng ta khi đến nơi công cộng của chúng ta cũng không có ý thức giữ gìn cái vệ sinh chung. Tôi từng biết là ở những cái nơi công cộng của Hà Nội chúng ta thôi, vào những ngày lễ Tết là sau một cái đợt nghỉ, sau một cái buổi từ sáng đến chiều các em bé đi chơi là đường phố rồi công viên đầy là rác bẩn. Chúng ta lại nhiều khi lại không vứt được thùng rác, hoặc có khi thùng rác lại để không gần đó, tức là tiện tay đâu vứt đấy. Và đó cũng chính là một trong những yếu tố mà làm cho môi trường nó bị ô nhiễm. Rồi khói bụi nữa, rồi rất nhiều thứ. Và khi mà em bé mà phải sống trong một cái môi trường ô nhiễm như vậy thì em bé cũng rất dễ bị nhiễm bệnh. Rồi là có đôi khi chúng ta ăn kiêng quá mức. Tức là các bà mẹ khi mà sinh ra thì thường là kiêng gió, kiêng nước này. Bình thường là mới sinh là hay kiêng đóng cửa kín này, thì sợ là em bé nếu mở cửa ra thì em bé sẽ dễ bị nhiễm lạnh rồi bị ốm. Cũng xuất phát từ cái tình cảm mà chúng ta dành cho em bé, và chúng ta mong muốn cho em bé của chúng ta được luôn luôn được có sự chăm sóc tốt nhất. Và em bé luôn hay ăn trong lớn, và chính vì vậy mà chúng ta kiêng rất nhiều thứ. Kiêng là sao? Chúng ta vì chúng ta sợ em bé mắc bệnh chúng ta mới kiêng. Thế và cái việc kiêng đấy đôi khi nó lại có những phản ứng bất lợi. Ví dụ như là chúng ta có đóng cửa kín mà chúng ta không mở cửa sổ ra, nhất là vào buổi sáng thì không khí trong phòng không được đổi mới. Mà nhất là bây giờ thời hè nóng như này thì mặc nằm điều hòa. Có những gia đình là cái điều hòa có để 24/24, và thế là cái không khí không được đổi mới, và cái em bé cứ hít đi thở lại cái không khí cũ, và đó cũng là một điều kiện mà dễ làm cho em bé bị ốm. Và khi em bé bị ốm thì chúng ta cũng hay kiêng. Chúng ta vừa kiêng ăn này, kiêng gió, kiêng nước vân vân. Và những việc kiêng đấy đôi khi nó cũng làm điều kiện thúc đẩy cái bệnh lý của em bé nó tiến triển mạnh nhiều hơn. Rồi khí hậu của chúng ta nữa. Vào những lúc giao mùa thì trẻ rất dễ bị nhiễm bệnh. Và chúng ta biết rằng cái sự thay đổi thời tiết thì nó không gây bệnh, nhưng mà nó lại tạo điều kiện thuận lợi cho cái vi khuẩn, virus phát triển và nhân lên. Và trẻ nhỏ là có cái miễn dịch kém và chính là đối tượng tấn công của vi khuẩn, virus. Giống như là nhà chúng ta mà không có cửa thì chúng ta cũng rất dễ bị trộm. Chúng ta hiểu đơn giản như vậy. Thế rồi là đôi khi là cái sự dinh dưỡng không hợp lý nó cũng làm yếu tố thúc đẩy cái bệnh lý của em bé gia tăng. Rồi tiêm chủng, nếu chúng ta tiêm chủng không đầy đủ. Nhiều có những em bé là đến khám bệnh của nó rằng là bác, cháu từ lúc sinh ra rồi cháu chả được tiêm chủng mũi nào, mà tại sao lại thế? Vì là cháu có ốm suốt. Thế hết đợt ốm này đến đợt ốm khác, thế là cứ mỗi đợt ốm lại phải hoãn lịch tiêm chủng. Và cái việc đó, điều đó sẽ làm cho em bé cũng dễ bị ốm nhiều hơn. Rồi những em bé mà đẻ non, rồi những em bé mà sinh thiếu tháng, rồi sinh thiếu cân, rồi những em bé mà mắc những bệnh lý bẩm sinh thì cũng dễ có nguy cơ bị viêm đường hô hấp trên hơn những em bé khác. Vâng, như những chia sẻ vừa rồi từ phía bác sĩ Đinh Ngọc Khoa thì cũng đã thấy rằng là đời sống hiện tại chúng ta cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái căn bệnh, đúng không ạ? Trong đó thì có viêm đường hô hấp, đặc biệt là nó ảnh hưởng tới những mầm non tương lai của đất nước là những em nhỏ. Viêm đường hô hấp thì bây giờ thì cũng muốn hỏi là nó ảnh hưởng cụ thể đến với sức khỏe của chúng ta đến như thế nào, và những cái biểu hiện nào nhận biết là trẻ đang bị viêm đường hô hấp trên, cũng như là những cái biểu hiện nhận biết bệnh đang nặng dần đi và có nguy cơ có thể trở thành như là viêm đường hô hấp dưới chẳng hạn, thưa bác sĩ. Chúng ta biết rằng như tôi nói ban nãy, bệnh viêm đường hô hấp trên chủ yếu là do cái virus gây nên, và nó thường là một bệnh rất là nhẹ và nó thường là không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của em bé. Thế nhưng mà đôi khi có một số những trường hợp mà chúng ta không để ý, chúng ta không chăm sóc cái đường thở cho em bé tốt, rồi chúng ta không để ý tăng cường dinh dưỡng cho em bé, không giúp em bé tăng cường sức đề kháng, thì đôi khi có một số ít những em bé nó cũng có những biểu hiện là khiến cho bệnh nặng hơn, rồi gây nên nhiều biến chứng như là những trường hợp như là viêm tai giữa này, rồi viêm phổi này, rồi suy hấp, rồi khó thở, tím tái, rồi là đôi khi là kèm theo hoặc là biến chứng tiêu chảy, rồi là nặng hơn nữa thì có thể là nhiễm trùng máu. Và nhất là những em bé mà còi xương dinh dưỡng, những em bé miễn dịch kém
thì lại dễ bị bệnh hơn và bệnh cũng dễ bị nặng hơn. Và nếu như chúng ta không điều trị dứt điểm, chúng ta không theo dõi kỹ thì nó cũng sẽ để lại những hậu quả không tốt. Ví dụ như là suy hấp mà chúng ta em bé không được điều trị kịp thời, nhất là em bé đẻ non là sinh thiếu tháng, thì nó cũng rất dễ nguy hiểm đến tính mạng của em bé. Từ những đường hấp trên tuy là nhẹ thế thôi, nhưng nếu chúng ta không quan tâm để ý, không đưa em bé đi khám kịp thời thì đôi khi nó cũng sẽ gây ra những cái hậu quả mà chúng ta không mong muốn. Thế rồi cái trường hợp mà cái viêm đường hô hấp trên cứ tái phát đi tái phát lại nhiều lần, khiến cho em bé đấy, như tôi nói, có rất nhiều em bé là không tiêm chủng được. Và cái việc mà không tiêm chủng được thì nó cũng sẽ làm cho cái việc mà phòng bệnh của em bé nó cũng giảm đi, và em bé cũng dễ bị ốm nhiều hơn. Thế và cái tình trạng đấy mà cứ ốm đi ốm lại mà cứ tái phát kéo đi kéo lại nhiều lần như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển thể chất về cân nặng cũng như chiều cao của em bé. Và khi ốm thì em bé lại hay bị biếng ăn. Thế khi biếng ăn như vậy mà chúng ta không để ý chúng đến cái phần dinh dưỡng của em bé, rồi chúng ta lại ăn kiêng nữa, thì cơ thể em bé sẽ thiếu hụt các cái vi chất dinh dưỡng và dẫn đến là chậm tăng cân, rồi còi xương suy dinh dưỡng, rồi suy giảm miễn dịch, và từ đó lại dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn và nó rơi vào cái vòng xoắn bệnh lý nếu chúng ta không chú ý mà chỉnh lý kịp thời cho em bé. Và viêm đường hô hấp trên cũng là cái bệnh mà rất dễ nhận biết. Tôi nghĩ rằng là không cần bác sĩ, chúng ta cũng tự biết, có thể tự biết là con nhà mình có bị viêm đường hô hấp trên hay không, bởi những dấu hiệu rất là đơn giản. Ví dụ như là ho. Ho là một dấu hiệu thường gặp nhất. Và có những em bé lớn mà biết nói thì em bé có thể cảm nhận được họng, em bé bị đau, và đôi khi em bé nói rằng mẹ ơi con đau họng. Thế và em bé có thể bị sốt hoặc là không sốt, nhưng có thể kèm theo ngạt mũi, chảy nước mũi, rồi thở khò khè. Mà khi em bé thở thì cái dịch ở trong mũi nó cứ di động theo cái nhịp thở của em bé. Rồi ngoài ra thì em bé có thể biếng ăn, rồi quấy khóc vân vân. Và những cái dấu hiệu mà gợi ý bệnh nặng hơn, tức là em bé ho nhiều hơn này, rồi em bé sốt cao lên hoặc là hạ nhiệt độ. Thì cái dấu hiệu hạ nhiệt độ thì nó thường gặp vào mùa đông và ở những em bé mà sinh non hoặc những em bé suy dinh dưỡng nặng. Rồi em bé có thể bỏ bú, rồi ăn uống kém, và có thể kèm theo những dấu hiệu rối loạn tiêu hóa như là nôn chớ, rồi bụng trướng đầy hơi đi ngoài phân lỏng vân vân. Và một cái dấu hiệu mà để cho chúng ta nhận biết là bệnh nặng hơn là cái dấu hiệu chính là cái nhịp thở nhanh. Nhịp thở nhanh làm cái dấu hiệu cho biết là em bé nhà mình đã bị viêm đường hô hấp dưới. Và thở nhanh cũng làm cái dấu hiệu chúng các bà mẹ rất dễ phát hiện, và chúng ta chỉ bằng một cách đơn giản là chúng ta đếm nhịp thở cho em bé, chúng ta cũng có thể biết được đấy là em bé nhà mình có bị viêm phổi hay không. Thì đối với trẻ từ 0 đến 2 tháng tuổi mà các bà mẹ đếm nhịp thở khi mà em bé trên 60 lần phút thì đấy gọi là thở nhanh. Và trẻ từ 2 tháng đến 12 tháng tuổi nhịp thở trên 50 lần phút là thở nhanh. Và em bé từ 12 tháng đến 5 tuổi thì nhịp thở trên 40 lần phút là thở nhanh. Khi chúng ta đếm nhịp thở vào lúc em bé nằm yên tĩnh này, rồi em bé ngủ này, và chúng ta thấy nhịp thở của em bé như vậy thì tức là em bé có thở nhanh, và đấy là cái dấu hiệu của cái viêm đường hô hấp dưới, và chúng ta phải khẩn trương ngay lập tức đưa em bé đến bệnh viện. Rồi ngoài ra có thể có dấu hiệu khác như là co rút lồng ngực. Chúng ta quan sát cái phần mà tiếp giáp giữa cái xương sườn và phần bụng, chúng ta thấy thở mạnh lên, nó rút lõn mạnh, thì đấy là hiện tượng co rút lồng ngực, và đấy là dấu hiệu nặng hơn và chúng ta cần phải đưa em bé đến bệnh viện ngay lập tức. Rồi là em bé có những em bé nhỏ dưới 3 tháng tuổi thì khi mà khó thở có thể kèm theo các dấu hiệu là cánh mũi đập, rồi đầu gật gù, thì đấy là những dấu hiệu chỉ có ở những em bé nhỏ thôi. Thế và em bé ngoài ra có thể là có những cái trường hợp mà tím tái quanh môi hoặc đầu chi. Thì những hiện tượng tím tái như vậy thì thường là em bé càng nhỏ, thực sự quan sát tím tái thì nó càng dễ hơn. Và khi mà trẻ có dấu hiệu thở nhanh như vậy, tức là trẻ có biểu hiện của cái viêm phổi. Và chỉ bằng một cách rất đơn giản là đếm nhịp thở ở nhà, các bà mẹ cũng có thể biết được em bé nhà mình có bị viêm phổi hay không. Và chúng ta ngay lập tức khi có dấu hiệu thở nhanh như vậy thì chúng ta nên đưa em bé đến bệnh viện kịp thời để các bác sĩ sẽ giúp mình. Nếu mà chúng ta để chậm hơn thì nó cũng sẽ gây khó khăn trong công tác điều trị. Vâng, xin được cảm ơn về những cái thông tin rất là chi tiết và cụ thể vừa rồi từ phía thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Vậy là thưa bác sĩ, có những cái biểu hiện như là ho, sốt, sổ mũi thì rất là nhiều ông bố bà mẹ họ lo lắm và họ gần như là họ sốt và ho lên, rằng là liệu rằng là chăm sóc con như thế nào, và trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta nên điều trị ra sao cho các con, và khi nào thì cần phải đưa trẻ đến viện để có thể thăm khám và làm theo những cái phác đồ điều trị từ các bác sĩ ạ? Chúng ta đúng như vậy, có rất nhiều những bà mẹ rất là cẩn thận, em bé vừa sốt một cái hoặc em bé hơi ho một chút đã đưa đi đến khám. Thì tôi rất là hoan nghênh những trường hợp như vậy, vì khi em bé đến khám sớm thì em bé sẽ được hướng dẫn một cách tỉ mỉ cách chăm sóc như thế nào để cho em bé không bị nặng hơn, rồi theo dõi các cái dấu hiệu và khi nào thì cần thiết phải đưa đi bệnh viện. Thông thường chúng ta sẽ chăm sóc cho em bé ở nhà khi em bé chưa có các dấu hiệu nặng.
tức là chưa có hiện tượng khó thở này, không sốt cao quá này, vân vân. Thế và chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Tức là chúng ta chăm sóc cái đường thở. Thì viêm đường hô hấp trên chủ yếu là cái viêm của cái đường thở trên, tức là bao gồm gì? Viêm mũi này, viêm họng này, viêm thanh quản. Thế thì cái viêm tai giữa nó cũng thuộc về cái viêm đường hô hấp trên. Thế và chúng ta thì bằng cách là chúng ta vệ sinh cái mũi họng cho em bé, bằng cách là chúng ta khi em bé ăn xong bất kỳ cái gì, chúng ta cũng nên cho em bé uống nước sạch. Và cái việc uống nước sạch như vậy thì nó sẽ giúp cho cái họng của em bé được sạch, và nó cái vi khuẩn virus nó cũng sẽ không có điều kiện để nhân lên. Rồi cái mũi của em bé chúng ta cũng nên vệ sinh cho em bé. Thông thường thì cái mũi nó là cái hệ thống lọc không khí khi mà chúng ta hít vào phổi. Và vì vậy là những cái chất bẩn trong không khí này, rồi những dịch nhầy, nó tạo ra thành một cái nó gọi là cái rỉ mũi. Bình thường hàng ngày là chúng ta cũng hay có cái rỉ mũi như vậy. Và ở cái chúng ta biết rằng là mũi của chúng ta nó không phải là ống rỗng, mà trong cái mũi đấy thì nó lại còn có ba cái cuốn mũi nữa. Bởi vậy cái đường mũi nó rất là hẹp, và đặc biệt là trẻ nhỏ thì đường thở nó đã càng hẹp hơn. Cho nên chúng ta phải vệ sinh mũi họng thường xuyên để cho cái đường thở nó được thông thoáng, để cho em bé dễ thở. Bởi vì khi mà mũi bị ngạt, bị viêm, xuất tiết nhiều dịch như vậy và nó sẽ lấp kín cái đường thở, em bé không thở được, em bé sẽ lại phải thở bằng miệng. Và cái việc thở bằng miệng như vậy nó sẽ làm cho em bé cái đường hô hấp nó sẽ dễ bị tăng lên, dễ từ một cái viêm họng nó sẽ xuống rồi viêm phế quản rồi cái viêm phổi. Và chúng ta chăm sóc về chúng ta có thể làm dịu cơn ho cho em bé bằng những siro thảo dược, và cho em bé sốt, em bé khi em bé sốt trên 38 từ 38.5 trở lên thì các bạn có thể cho em bé dùng thuốc hạ sốt. Nếu em bé khó uống thì chúng ta dùng cái viên đặt hậu môn. Và ngoài ra thì chúng ta ngoài cái việc chăm sóc đường thở như vậy, chúng ta phải chăm sóc về dinh dưỡng. Cái việc chăm sóc về dinh dưỡng như vậy nó giúp cho em bé được cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng để xong đợt ốm em bé sẽ không bị sút cân. Rồi cái việc chăm sóc như vậy nó sẽ giúp cho em bé tăng cường sức đề kháng và em giúp cho em bé được nhanh khỏi bệnh hơn, bằng cách là chúng ta cho em bé, nếu em bé vẫn còn bú mẹ, chúng ta tăng cường cho em bé bú mẹ. Và nếu em bé mà đã đến tuổi ăn dặm, chúng ta vẫn phải chú ý là cho em bé ăn đủ cái thành phần dinh dưỡng, cân đủ đầy đủ, đủ cân đối 4 cái thành phần dinh dưỡng, và chúng ta chia nhỏ bữa ăn ra. Có nhiều em bé là khi bị viêm họng ăn rất hay bị nôn chớ, và những trường hợp đấy thì mẹ nói là con ăn nôn chớ con chẳng ăn được gì bác ạ. Thế thì để bù lại cái việc đấy chúng ta cũng không cần thiết phải cho em bé ăn nhiều. Ví dụ như mỗi một bữa em bé ăn được một bát, bây giờ em bé ốm chỉ ăn được nửa bát thôi không sao. Chúng ta có thể cho em bé ăn nửa bát hoặc 1/3 bát hoặc thậm chí vài bát thìa cũng được. Thế thì chúng ta sẽ bù lại cái lượng dinh dưỡng của em bé bằng cách chúng ta cho em bé ăn tăng hơn bữa, chúng ta nấu loãng ra, nấu nhiều hơn và tăng chia nhiều bữa nhỏ để cho em bé dễ tiêu hóa này, rồi để cho em bé ăn uống không bị nôn chớ và em bé vẫn đảm bảo được cung cấp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng. Và ngoài ra một điều đặc biệt chú ý là chúng ta cần phải cho em bé uống đủ nước. Cái việc uống đủ nước nó sẽ làm cho cái đờm nó loãng ra này, rồi nó sẽ làm cho cái sốt của em bé nó cũng nhanh hạ hơn. Thế và chúng ta phải, một điều quan trọng nữa là phải đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Để tránh lây nhiễm bệnh thì chúng ta cần phải thường xuyên vệ sinh phòng ở cho em bé và làm sạch các dụng cụ, chăm sóc và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho em bé. Có rất nhiều những em bé bị sốt là các bà mẹ thậm chí là kiêng nước rồi kiêng gió. Thì chúng ta nếu bé sốt cao chúng ta cũng thể không tắm, nhưng chúng ta phải thay quần áo thường xuyên và vệ sinh sạch sẽ những cái chỗ mà cần thiết để làm sao cho cơ thể em bé được... cái da của em bé nó được thông thoáng thì cái sốt của em bé nó cũng sẽ nhanh khỏi hơn. Và khi mà em bé ở trong một cái căn phòng mà không khí nó được đổi mới, nó được trong sạch thì bệnh tật của em bé cũng sẽ nhanh khỏi hơn. Và chúng ta chỉ dùng kháng sinh khi có cái chỉ định của thầy thuốc, và chúng ta không tự ý dùng kháng sinh ở nhà. Thì có rất là nhiều em bé là khi đến viện đã dùng đến mấy loại kháng sinh và không đỡ thì mới đi bệnh viện. Và cái điều đó chúng ta cũng không nên, vì nó sẽ gây nên nhiều những cái phản ứng bất lợi. Rồi chúng ta sẽ đưa trẻ đến bệnh viện khi bé có dấu hiệu nặng, như là chờ bé sốt cao không ạ. Ví dụ như bé sốt 38.5 mà chúng ta cho em uống hạ sốt mà em bé đợi một tiếng rồi em bé vẫn không hạ, chúng ta phải nên đưa em bé đến bệnh viện. Hoặc là những trường hợp mà em bé nôn nhiều này, rồi bé bỏ ăn rồi không chịu ăn này, rồi em bé khó thở này, như tôi nói đấy, chúng ta bằng cách đếm nhịp thở chúng ta cũng có thể biết được em bé mình có khó thở hay không. Khi mà có dấu hiệu khó thở như vậy chúng ta cũng phải cho em bé đến bệnh viện. Hoặc là những em bé mà cứ nằm ngủ thiếp đi, gọi mãi không dậy, hoặc mà quấy khóc vật vã vân vân, thì có dấu hiệu gì bất thường thì chúng ta nên đem em bé đến bệnh viện. Hoặc chúng ta chăm sóc bằng đường thở như vậy 1-2-3 hôm mà thấy em bé không đỡ, em bé vẫn ho, em bé vẫn sốt vân vân, chúng ta cũng vẫn phải đưa đến bệnh viện để bác sĩ khám và xác định xem em bé bị bệnh ở mức độ nào để bác sĩ sẽ tư vấn cho mình cách điều trị phù hợp. Vâng ạ. Công nghệ thấy rằng là rất là nhiều trẻ
cái tần suất mà các con mắc viêm đường hô hấp rất là dày, đồng nghĩa với việc đúng ạ, đó là các con phải uống rất là nhiều kháng sinh chẳng hạn, rồi thì sức đề kháng giảm sút. Thế nên là bên cạnh việc điều trị dùng thuốc này theo chỉ định từ cái bác sĩ thì các cha mẹ thì cần thực hiện các cái biện pháp hỗ trợ như thế nào để giúp cho các con là nhanh chóng hồi phục cũng như là ngăn ngừa những cái nguy cơ tái phát bệnh viêm đường hô hấp. Đặc biệt là cô Nghĩa muốn hỏi bác sĩ là những dưỡng chất nào mà các bố các mẹ nên chú trọng bổ sung cho con ạ? Chúng ta biết rằng là cái bệnh viêm đường hô hấp trên như tôi nói ban nãy, tức là cái bệnh có cái tỷ lệ mắc và cái tần suất mắc cao nhất đối với các bệnh lý ở trẻ em dưới 5 tuổi. Thì mà có nhiều em bé là cứ mắc liên miên, tức là có rất nhiều bạn đến bệnh viện khám là nói bác ơi cả tháng nay cháu cứ ho suốt, cứ dùng đi khám bệnh các bác sĩ hướng dẫn về cháu dùng thuốc đúng như vậy, đúng như bác sĩ hướng dẫn, nhưng chỉ được vài hôm em bé lại bị lại, em bé lại ho lại chảy mũi bác ạ. Thế thì cái việc mà em bé bị kéo dài như vậy thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc mà em bé sẽ đôi khi phải sử dụng nhiều kháng sinh. Và kháng sinh này có thể là mẹ em bé tự mua theo cái đơn bác sĩ cho lần trước chẳng hạn. Có rất nhiều em bé nói rằng là bác khám cho cháu cái đơn này chuẩn lắm, cháu uống nó khỏi luôn. Thế là từ đấy trở đi là cháu cứ ho sốt là cháu lại mang cháu uống cháu lại khỏi, nhưng hôm nay cháu không khỏi thì cháu lại phải đến đây. Đấy. Thế rồi là đôi khi là em bé ho, em bé sốt rồi chúng ta bận rộn, chúng ta không đưa em bé đi khám được, chúng ta lại ra hiệu thuốc hỏi, thế là lại theo tư vấn của cái cô bán thuốc và chúng ta về cho em bé uống, không khỏi chúng ta mới lại đưa đến bệnh viện. Rồi là đôi khi là do bạn bè bảo rằng là ôi con nhà mình uống bị bệnh như thế, ho sốt như vậy, uống thuốc này khỏi, thế là mình lại làm theo bạn. Thế nhưng mà con thì bạn uống khỏi, con thì mình uống lại chưa chắc đã khỏi. Thế rồi là cái việc mà chúng ta sử dụng nhiều kháng sinh như vậy thì nó sẽ gây những hệ lụy không tốt như là cái rối loạn tiêu hóa này, rồi kháng thuốc này, rồi dị ứng thuốc vân vân, và nó làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của em bé mà nếu như cứ tái diễn cái việc sử dụng kháng sinh không cần thiết. Và cái bởi vậy chúng ta nên đưa em bé đến khám sớm và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Và bên cạnh cái việc hướng dẫn của bác sĩ như vậy thì các bà mẹ cũng phải chú ý rằng là các bà mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc mà giúp em bé khỏi bệnh. Có rất nhiều những bà mẹ, ông bố đến bệnh viện và kỳ vọng hoàn toàn là bác sĩ và nói và nghĩ rằng là uống thuốc theo đơn của bác sĩ là chắc chắn sẽ khỏi. Và khi không khỏi thì bố mẹ thắc mắc tại sao con dùng thuốc như vậy, tại sao lại không khỏi. Nhưng thực ra thì bác sĩ chỉ chiếm một nửa thôi, còn một nửa, 50% đấy là ở cái sự chăm sóc của gia đình. Nếu một em bé ốm mà được chăm sóc tốt, em bé sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Đối với mà em bé ốm mà không được chăm sóc, vì cái việc chăm sóc đấy thì bao gồm cái vệ sinh đường thở trên như là tôi vừa hướng dẫn ban nãy, rồi về dinh dưỡng thì chúng ta phải đảm bảo cho ăn uống đầy đủ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chia ăn thành những bữa nhỏ như tôi vừa hướng dẫn ban nãy. Và chúng ta biết rằng là ở trẻ nhỏ bình thường các em bé đã biếng ăn rồi, và khi mà ốm đau thì em bé lại càng biếng ăn nữa. Thế và khi mà em bé biếng ăn như vậy thì cái việc mà chúng ta nên bổ sung thêm dưỡng chất để giúp cho bé phát triển tốt chiều cao và cân nặng ngay cả khi bé đang ốm, và giúp bé tăng cường sức đề kháng chống lại các tác nhân gây bệnh, ví dụ như là immunalpha, colostrum, vitamin D, canxi, MK7, kẽm, magie, mangan, đồng, DHA vân vân, là một cái điều rất cần thiết. Mà khi mà em bé biếng ăn không ăn được, ốm đau không được thì cái việc mà chúng ta bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết cho nhu cầu cơ thể của em bé là một điều rất là nên làm. Vì chúng ta biết rằng là cái giai đoạn từ 0 đến 4 tuổi là cái giai đoạn vàng thứ hai về phát triển về chiều cao cũng như là cân nặng của em bé. Và đây cũng là cái giai đoạn mà em bé hay bị ốm nhất, và cái biếng ăn chậm tăng cân cũng hay xảy ra ở cái giai đoạn này. Và nếu như chúng ta không chú ý mà trẻ bị thiếu vi chất dinh dưỡng, lớn lên sẽ dễ bị còi cọc và không đạt cái chiều cao và cân nặng. Bởi vậy chúng ta nên chú ý bổ sung dưỡng chất cho em bé để đảm bảo làm sao ngay cả khi em bé chúng ta bị ốm, em bé vẫn không bị sút cân, em bé vẫn phát triển chiều cao và cân nặng như lúc mà không bị ốm. Vâng. Cô Nghĩa thì có lắng nghe bác sĩ Đinh Hồng Hoa chia sẻ, vậy thì chúng ta nên bổ sung những cái dưỡng chất như là bác sĩ nói đúng không ạ? Immunalpha này, rồi thì colostrum này, canxi này, kẽm này, MK7 này. Vậy thì như là immunalpha hay là colostrum thì là gì ạ? Và dưỡng chất này thì mang lại những cái lợi ích như thế nào cho trẻ đấy ạ? Chúng ta biết rằng là immunalpha nó là một cái chất được chiết xuất từ cái vách tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae, và nó được sản xuất theo công nghệ Mỹ và được chứng minh là có tác dụng làm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thông qua nhiều cơ chế, ví dụ như là nó giúp kích thích tạo ra và nuôi dưỡng các cái tế bào màng miễn dịch tại màng ruột, và nhờ đó nó sẽ làm cho tăng cường sức đề kháng, và nó cũng có tác dụng
nuôi dưỡng tế bào biểu mô như mô ruột và nó, điều đó sẽ giúp cho tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng. Và Immunalpha có thể làm giảm các triệu chứng của nhiễm khuẩn hô hấp trên do làm tăng lượng kháng thể IgA trong tuyến nước bọt, tăng cái tế bào bạch cầu đa nhân và các hoạt động của các thành phần cytokine. Như vậy nhờ đó mà nó có tác dụng làm tăng cái miễn dịch. Và cái sữa non thì chúng ta biết rằng là sữa non là sữa được tiết ra từ những giờ đầu tiên, đặc biệt là 72 giờ sau sinh của cả người và động vật. Và sữa này thì thường có màu vàng sánh và hàm lượng protein rất là cao. Và trong sữa non thì có đầy đủ các chất dinh dưỡng, và trong đó có tới 26 loại acid amin cần thiết cho cơ thể, và có cả các cái globulin miễn dịch là các kháng thể IgA, IgG và IgM. Các kháng thể này sẽ trực tiếp giúp cho cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Bởi vậy khi mà em bé bị ốm mà chúng ta cái sức ở những em bé mà dưới 5 tuổi thì cái sức đề kháng của em bé vẫn còn yếu. Bởi vậy khi chúng ta em bé lại ăn uống kém nữa, nên là cái việc mà khi em bé ốm đau mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà có chứa các cái vi chất như Immunalpha rồi sữa non thì nó không những giúp cho em bé tăng cường cái sức đề kháng mà nó còn giúp cho cơ thể hấp thu được cái chất dinh dưỡng. Của chúng ta biết rằng là trẻ ốm thì thường là biếng ăn, và cái nguy cơ là thiếu canxi sẽ ảnh hưởng đến phát triển chiều cao là rất lớn. Bởi vậy ngoài cái việc mà chúng ta chú ý một cái chăm sóc tốt cho em bé này, dùng thuốc theo đơn này, rồi là chú ý chế độ dinh dưỡng tốt, thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm các vi chất mà giúp cho em bé tăng cường cái sức đề kháng và em bé sẽ nhanh khỏi bệnh. Vâng. Thưa quý vị thính giả, đó là những cái thông tin mà thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa là khách mời của Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay cũng đã chia sẻ cùng với quý vị rồi. Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta cùng quay trở lại với Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay xung quanh chủ đề là điều trị viêm đường hô hấp trên ở trẻ. Cùng Nghĩa sẽ tiếp tục trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đến từ Bệnh viện Sanh Pôn về chủ đề ngày hôm nay. Thưa bác sĩ ạ, chúng ta thì cũng vừa nhắc đến những cái dưỡng chất, đúng không ạ? Vậy thì những cái sản phẩm bổ sung nào mà nó có đủ những cái thành phần mà bác sĩ cũng vừa chia sẻ đến với quý vị thính giả ở phần đầu, và chúng ta dễ dàng dùng cho các con, sản phẩm này thì được khuyên dùng với trẻ với những cái lưu ý như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Chúng ta biết rằng là cái sản phẩm mà như chúng tôi vừa mới nhắc đến thì chúng trên thị trường chúng ta có thể tìm thấy ở trong cái sản phẩm Brivitin. Brivitin nó là một cái sản phẩm mà nó có chứa cả cái canxi, vitamin D, MK7 và có cả cái chất tăng cường sức đề kháng là Immunalpha và cái sữa non. Sản phẩm này có thể dùng cho em bé từ 6 tháng tuổi trở lên, và cái nó giúp cho cái việc làm bé tăng cường miễn dịch và bổ sung canxi, giúp tăng chiều cao cho em bé. Và chúng ta có thể dùng cho từ 6 tháng tuổi cho đến khi mà em bé được tuổi lớn đến cái tuổi mà 5 tuổi thì chúng ta có thể dùng sản phẩm Brivitin này. Thì có hai loại Brivitin 2 và Brivitin 3. Thế cái Brivitin 2 và thì Brivitin 3 sẽ dùng cho các em bé từ 6 tháng cho đến dưới 5 tuổi. Và cái khi mà em bé có cái hệ miễn dịch mà chưa hoàn thiện, hoặc là em bé mới dậy, hoặc em bé biếng ăn, chậm tăng cân hay ốm vặt thì chúng ta có thể sử dụng. Và cái Brivitin VTIP 2 thì dùng cho bé từ 6 tháng cho đến 4 tuổi, và cái Brivitin 3 dùng cho trẻ từ 5 tuổi cho đến 9 tuổi. Vâng ạ. Nhiều trẻ nhỏ bị viêm đường hô hấp ạ, thưa bác sĩ, sử dụng kháng sinh bị rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy. Cũng nghĩa thấy rằng là cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều ở những cái đối tượng là trẻ nhỏ nữa. Trường hợp này thì chúng ta nên xử trí như thế nào, và liệu rằng cái việc là lựa chọn men vi sinh cho trẻ uống nó có thích hợp hay không ạ, thưa bác sĩ? Chúng ta biết rằng khi mà em bé bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, tức là bao gồm cả những cái viêm mũi họng, viêm tai, rồi viêm phổi phế quản v.v. thì nó lại các em bé cũng rất hay phải sử dụng kháng sinh. Thì thông thường là cái lúc đầu nó thường là do cái virus, nhưng sau đấy thì nó rất dễ bị bội nhiễm vi khuẩn. Nếu như chúng ta không chăm sóc đường thở em bé tốt, em bé dễ bị sốt lên, rồi ho nhiều lên, rồi có đờm, khò khè vân vân. Thế và khi mà nó có bằng chứng của cái nhiễm khuẩn thì đến bệnh viện các bác sĩ cũng vẫn phải sử dụng kháng sinh. Và khi em bé phải sử dụng kháng sinh thì nó cũng đồng nghĩa với việc mà em bé sẽ phải đối mặt với nhiều các nguy cơ, ví dụ như là dị ứng thuốc này, rồi kháng thuốc này, và đặc biệt là rối loạn tiêu hóa, rồi có em bé có thể tiêu chảy này, rồi nôn chớ, rồi đi ngoài phân lỏng, rồi thậm chí là có những em bé mà đi ngoài rất là nhiều nước. Và kháng sinh thì nó cũng có cái mặt tốt, tức là nó tiêu diệt các cái vi khuẩn có hại, nhưng nó lại có cái mặt xấu là nó không phân biệt được các vi khuẩn có lợi và có hại, và nó diệt cả các cái vi khuẩn có lợi và còn lại ở trong ruột là các cái chủng vi khuẩn
mà không bị kháng sinh tiêu diệt là những cái chủng vi khuẩn đã kháng thuốc này rồi độc tính cao. Và khi cơ thể chủng của em bé bị mất đi cái hàng rào bảo vệ như vậy, mất đi cái cân bằng vi khuẩn ruột, thì các vi khuẩn lại có hại, lại có điều kiện phát triển gây bệnh và gây nên cái rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy nó nặng hơn. Bởi vậy mà những em bé mà bị viêm đường hô hấp mà phải sử dụng kháng sinh hay bị rối loạn tiêu hóa thì chúng ta cũng nên sử dụng thêm cái men vi sinh cho em bé. Cái men vi sinh nó sẽ giúp cho lập lại cái cân bằng vi khuẩn ruột này, tiêu diệt các vi khuẩn có hại và tăng cường sức đề kháng cho cái đường tiêu hóa. Và chúng ta cũng nên chọn cái men vi sinh mà phù hợp với sức khỏe đường tiêu hóa vẫn còn non yếu của em bé. Tức là chúng ta nên chọn một cái men có chứa đủ hai thành phần. Một thành phần là probiotic, là các chủng vi khuẩn có lợi được Tổ chức Y tế khuyến cáo, như là các chủng lactobacillus. Và thành phần thứ hai là prebiotic, là các cái chất xơ hòa tan. Các chất xơ này nó là cái nguồn thức ăn cho các cái vi khuẩn có lợi. Và nhờ đó các lợi khuẩn này nó phát triển được nhanh hơn. Và với các vi khuẩn có hại thì cái prebiotic nó đóng vai trò như một cái bẫy, và nó có thể mô phỏng các thụ thể ở ruột và khiến cho cái vi khuẩn có hại nhận nhầm. Và ngoài ra thì nó còn kích thích làm tăng cái đường miễn dịch cho đường tiêu hóa nhờ cái tăng hoạt tính của đại thực bào và tăng tiết IgA. Ngoài ra thì cái công nghệ sản xuất cũng rất là quan trọng. Chúng ta nên chọn các loại men vi sinh mà có cái công nghệ bảo chế hiện đại, như công nghệ Lab Hybro với hai lớp bao kép, có tác dụng bảo vệ vi khuẩn ruột trong suốt quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển, cũng như là khi chúng ta uống cái vi khuẩn đó vào trong ruột, và khi vi khuẩn đi qua dạ dày và tá tràng thì nó không bị dịch dạ dày cũng như là dịch mật phá hủy, và nó sẽ đảm bảo được vi khuẩn vẫn còn sống sót với tỷ lệ cao nhất khi mà vào tới đại tràng. Và một điều quan trọng nữa là cái men vi sinh đó nó phải có nguồn gốc từ thiên nhiên. Cái nguồn gốc từ thiên nhiên này thì nó sẽ đảm bảo cho cái vi khuẩn có sức sống tốt và an toàn khi sử dụng lâu dài, giống như là cái men vi sinh Golden Lab mà chúng ta vẫn thường thấy ở trên thị trường. Và khi mà chúng ta bổ sung men vi sinh đạt tiêu chuẩn như vậy thì nó sẽ giúp trẻ tăng cường sức đề kháng cho đường tiêu hóa, em bé sẽ hết bị rối loạn tiêu hóa và tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng và đặc biệt là canxi. Điều đó sẽ giúp cho phòng bệnh có xương và giúp cho em bé phát triển thể lực được tốt hơn. Thế chúng ta đặc biệt chúng ta chú ý là khi mà em bé phải sử dụng kháng sinh mà dùng men vi sinh thì chúng ta nên uống cái men vi sinh đấy cách xa cái uống kháng sinh ít nhất là 1 tiếng cho đến 1,5 tiếng. Thế và chúng ta không nên pha cái men vi sinh đó với cái nước nóng. Chúng ta có thể trộn vào thức ăn nhưng mà cũng không pha nước nóng, vì pha nước nóng thì nó sẽ làm mất tác dụng của cái men vi sinh đi. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành thời lượng của Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay để bước vào những phần kết nối với quý vị thính giả. Một vị thính giả cũng đang đợi trên đường dây nóng 1900 6255 rồi. Alo ạ, xin chào vị thính giả. Alo. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. Dạ, vui lòng cho em gặp bác sĩ ạ. Vâng ạ, bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đến từ Bệnh viện Sanh Pôn đang ngồi ngay cạnh công nghĩa để lắng nghe vị thính giả hỏi đấy ạ. Dạ, em chào bác sĩ. Chào bác. Bác sĩ ơi, cho em hỏi về vấn đề bé em hôm nay là đã được 15 tháng 4 ngày. Nhưng mà từ lúc mà bé trong tháng thì không nói gì, nhưng mà từ bước thứ 3 bác, thì bé cứ ngủ 7 giờ rưỡi là mẹ cho lên ngủ, thì 8 giờ là bé đã đi vào giấc ngủ. Cứ cách 2 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi là bé cứ thức dậy mâm mâm rồi bé bú mẹ xong mới ngủ nữa. Thì kéo dài từ tháng thứ 3, từ thời bé được 3 tháng đến nay bé vẫn còn cái tình trạng đó. Thì hỏi bác sĩ vậy thì bé nó bị như thế nào ạ? Tức là em bé nhà em là hay đêm hay dậy ăn. Dạ. Ừ. Thế thì bây giờ em bé được 15 tháng thì em bé đã ăn cháo chưa hay là em bé vẫn ăn bột? Dạ, cho bé ăn cháo rồi bác ạ. À, cho ăn cháo rồi, ăn cháo hạt gì hay cháo xay? Cháo hơi có hạt. À, hơi có hạt. Tức là thực ra thì người ta khuyên rằng là khi mà em bé đến tuổi ăn dặm thì chúng ta cũng hạn chế tối đa cái việc cho em bé ăn đêm, trừ khi mà em bé đòi ăn. Thế thì em bé như bạn là bây giờ được 15 tháng rồi. Em bé được bao nhiêu cân nhỉ? Dạ, bé được 9,8 kg. À, 9,8 kg thì cân nặng của em bé cũng là đạt chuẩn rồi. Thế và cái việc mà ăn đêm thì không biết là đêm thì em bé ăn bao nhiêu lần? Một đêm thì bé ăn 4 lần. Bé bú mẹ 4 lần. Thì hiện tại bây giờ vẫn còn bú mẹ 4 lần. Dạ. Thế thì em nên cho em bé ăn cái bữa cháo hoặc là bữa bột cuối cùng vào lúc
buổi tối trước khi mà em bé đi ngủ, tầm 15 tháng rồi thì khi mà đã em bé như vậy thì em bé sẽ ăn một ngày 3 bữa cháo và kèm theo ngoài ra thì có thể bú mẹ. Thế mà cái việc mà ăn đêm thì cũng sẽ không tốt, vì nếu như mà em bé cứ ăn đêm một đêm mà cứ dậy nhiều như thế thì em bé ăn đêm nhiều, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển chiều cao của em bé. Vì chúng ta biết rằng là cái hormone tăng trưởng nó tiết ra chủ yếu là vào ban đêm khi bé đã ngủ say, tức là vào tầm từ 10 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Cho nên là em chú ý là buổi tối thì trước khi mà em bé đi ngủ ấy, thì không biết là cái hiện tại bây giờ thì em bé ăn bữa cuối cùng vào mấy giờ tối, em bé bắt đầu ngủ từ mấy giờ tối? 7 giờ tối là em cho bé ăn 200ml sữa. Tức là 10 giờ, 9 giờ tối là 7 giờ tối là ăn 200ml sữa. Dạ, rồi sau đó bé lên giường là 8 giờ rưỡi là bé ngủ say. Rồi, thế thì thay vì cái việc mà ăn 200ml sữa vào buổi tối như vậy thì em nên cho em bé ăn cái bữa cháo buổi tối đấy. Thì khi mà cái nếu mà em bé ở cái tuổi mà em bé lớn như thế này rồi thì những cái men mà tiêu hóa thức ăn, tiêu hóa đạm, tiêu hóa mỡ thì nó cũng đã có đầy đủ rồi. Nếu như bây giờ mình mà cái cho em bé uống sữa vào cái tuần 7 giờ tối như vậy thì bác sợ đêm bé đói, bé sẽ đòi ăn. Thế thay cái bữa sữa đấy thì em nên cho em bé ăn bữa tối đấy là bữa cháo. Thì khi em bé ăn tinh bột như vậy thì em bé cũng sẽ chắc sợ hơn và đêm ngủ sẽ ngon hơn, tập dần dần nó sẽ quen. Thế và cái ở cái tuổi của em bé này thì các thầy thuốc dinh dưỡng cũng đều khuyên rằng là cái bữa ăn cuối cùng của em bé là nên kết thúc trước 9 giờ tối. Thì để cho em bé vào trong cái khoảng từ 10 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau thì hạn chế tối đa cái việc mà em cho ăn, trừ khi em bé đòi ăn thì chúng ta cho, còn nếu không thì chúng ta cũng không nên cho em bé ăn để đảm bảo cho giấc ngủ của em bé được tốt. Thế và lúc mà em mới tập như thế này thì có thể em bé sẽ chưa quen, nhưng dần dần rồi em bé sẽ quen đi. Thế và cái thay việc cái ăn bữa sữa vào 7 giờ tối thì em nên cho ăn bữa bột vào tầm độ khoảng 8 giờ tối, rồi sau đó 9 giờ em cho em bé đi ngủ. Bác, nếu mà như vậy thì đủ lượng sữa cho bé không bác? Thực ra thì ở cái em bé mà 15 tháng tuổi này thì là cái trong một ngày thì em bé cũng cần từ 500 cho đến 700ml sữa. Thế thì cái việc sữa em có thể cho uống vào ban ngày, có thể xen kẽ bữa sữa, ví dụ như là như con nhà bác ngày xưa bác hay cho ăn sữa buổi sáng ngủ dậy ăn sữa này, thế xong rồi đến tầm trưa thì ăn bột này, xong đến tầm chiều lại uống sữa. Tức em xen kẽ trong cái bữa bột đấy và những cái bữa sữa xen vào đó, ví dụ như sáng trưa tối em ăn bột thì xen kẽ một nửa buổi đấy em xen kẽ vào bữa sữa. Thế còn bây giờ cái đối với cái tuổi mà 15 tháng rồi thì cái nhu cầu sữa nó không còn nhiều như là cái lúc mà em bé mới sinh nữa, vì khi em bé mới sinh thì bé ăn chỉ có sữa không, và bây giờ cái bữa sữa đấy thì em bé đã được thay bằng cái bữa cháo rồi. Bác cho em hỏi là 4 giờ rưỡi là em đã cho nó ăn cháo rồi, thì như vậy thì mình đến cái cử sau đó mình vẫn cho nó ăn bột hay ăn cháo? Em nó 4 giờ rưỡi thì bác khuyên em là nên ăn một bữa sữa vào cái giờ đó, bởi vì là nếu mà 4 giờ rưỡi mà phải dậy nấu cháo cho bé ăn sớm thế thì rất là mệt mỏi cho mẹ. Thì thay vì cái việc sữa chiều, 4 giờ rưỡi chiều. Ok, 4 giờ rưỡi chiều thì em cho ăn một bữa cháo, thì em có thể sau đó 8 giờ tối em có thể cho em bé ăn một bữa cháo nữa rồi em bé đi ngủ. Vâng ạ. Nghĩa là kế đó là cho ăn cháo luôn hả bác? Đấy, hoặc là em có thể là thay cái bữa mà 4 giờ rưỡi cháo đấy bằng cái bữa sữa. Cái bữa 4 giờ rưỡi đấy vào bữa sữa và để cái bữa cháo cho bữa ăn bữa tối. Em nên chia đều cái bữa. Em nói cho bác nghe nè. Sáng thức dậy là 7 giờ bé thức dậy thì em cho bé ăn một bữa cháo. 7 giờ ăn cháo. Dạ, 9 giờ là em cho bé cho uống sữa. 9 giờ uống sữa. 11 giờ rưỡi là em cho bé ăn cháo. Rồi. 2 giờ là em cho bé uống sữa. 4 giờ rưỡi là em cho bé ăn cháo, 7 giờ đến 7 giờ rưỡi là em cho bé uống sữa rồi bé đi ngủ á bác. Thế thì bây giờ em có thể thay cái buổi sáng thì em có thể cho ăn cháo cũng được này, sáng 7 giờ ăn cháo này, rồi đến cái bữa sữa thì nửa buổi ăn sữa cũng được, mà cái bữa cháo thứ hai là vào buổi trưa, và đến buổi tối thì hãy ăn cháo, còn có thể thay vào bữa sữa hai buổi, nếu mà em bé ăn nhiều như vậy thì em có thể thay vào cái bữa sữa buổi chiều ăn hai lần sữa cũng được, và để cho cái bữa tối nó ăn cháo thì để đêm cho nó ngủ cho ngon. Vâng, vị thính giả đã nghe rõ những tư vấn từ phía bác sĩ Điều Khoa đúng không ạ? Chúng tôi thì mong rằng là với những cái thông tin vừa rồi thì chị cũng đã có được những kiến thức bổ ích để có thể chăm sóc cháu nhà mình rồi. Ngay bây giờ thì hãy cùng đến với một vị thính giả nữa đã kết nối. Alo ạ? Alo? Alo, tôi là Phạm Thị Hảo. Vâng. Bà của cháu Minh Hiếu. Chào bác ạ. Vâng, tôi chào MC, tôi chào bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, cháu chào bác Hảo ạ.
Vâng. Vâng ạ, xin mời bác Hảo đặt câu hỏi đi ạ. Dạ vâng. Tôi hỏi bác sĩ là cháu của tôi là Phạm Minh Hiếu, cháu lên 9 tuổi rồi. Mà cân nặng của cháu là 30 cân. Cháu ăn uống đều hòa ngày 3 bữa. Rồi là sữa rồi hoa quả cháu đều ăn được. Mà ngày gần đây rồi cháu cứ khạc khạc, mà tôi theo dõi thì khùa miệng cháu không có gì cả. Nhưng mà cháu đêm thì cháu cứ lạc mũi, cháu thở khịt khịt, xong rồi là tôi coi cháu thì tôi cứ nằm sát vào chỗ đầu của cháu đấy, thì có tích tắc cháu này như là hình dung như là ngừng thở, cứ khịt một cái thật to, thế là cháu há mồm ra, xong đợi vì động vào cháu thì cháu lại thở tiếp, nhưng mà cháu vẫn há mồm ra. Mà đi khám bác sĩ ở huyện thì bác sĩ cứ cho thuốc tây để cho cháu uống, thì là cứ cho 6 ngày một mới lại thuốc nhỏ mũi, thì về thì cháu cũng đỡ, nhưng mà hết hơi thuốc cháu lại tiếp tục lạc mũi. Thì tôi hỏi bác sĩ là điều trị như thế nào, thì bác sĩ hướng dẫn cho tôi để tôi điều trị cho cháu. Dạ vâng, chào bác Hảo ạ. Cái việc mà em bé nhà bác là hay có hiện tượng khạt rồi ngạt mũi, rồi lúc ngủ thì có dấu hiệu của cái có vẻ như là ngừng thở, thế thì không biết là nhà bác đang ở đâu ạ? Tôi ở Hải Phòng, mà tôi lại ở dưới quê, vâng, ở ngoại thành. Dạ vâng ạ. Thực ra thì ở Hải Phòng thì bác ở đó cũng có cái viện bệnh viện sản nhi Hải Phòng, thì bác có thể nếu mà vào những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật thì bác có thể cho em bé lên khám cái tai mũi họng, cái chuyên khoa tai mũi họng, để em bé sẽ được nội soi tai mũi họng. Vì có rất là nhiều những em bé nè chữa cái mũi không khỏi, nhưng mà thực ra thì trong mũi khi lại có một cái dị vật gì đó. Tức là nhiều khi là trẻ nhỏ, đặc biệt là cái trẻ mà 9 tuổi, 7 tuổi, 8, 9 tuổi này là nó rất hay nghịch. Đến khi đôi khi là có khi là những cái hạt nhỏ nhỏ gì gì đấy không để ý. Có những em bé có như là viêm mũi, trước đây cách đây mấy năm có một bạn từ trong Thanh Hóa ra Hà Nội khám, và bạn ấy bị một cái viêm mũi mà chữa rất là nhiều, rất là lâu không khỏi. Thế thì sau đó thì mới nội soi và phát hiện ra là em bé có một cái hạt lạc ở trong cái mũi của em bé. Và khi đó cái hạt lạc nó rất là nhỏ, nó cái hạt lạc cốm, tức là cái hạt lạc mà nó còn non non bé tí xíu ấy đấy, nó bé tí như thế, cho nên là nhiều khi khám bình thường cũng không phát hiện được ra, cho nên là phải có cái nội soi tai mũi họng mà nó có cái màn hình quay camera thì các bác sĩ mới nhìn rõ được. Và khi mà em bé đó là bị viêm và nó cứ làm mũi nước ngạt suốt và nó không thở được, cũng khá bằng mồm như vậy, thế thì bà phải có điều kiện đấy, thì bác nên cho em bé đi nội soi tai mũi họng để các bác sĩ tai mũi họng kiểm tra xem là cái đường thở của em bé có cái vấn đề gì mà gây tắc nghẽn cho em bé không, hay nó chỉ là cái viêm mũi đơn thuần thôi. Thế và đôi khi là có những em bé 9 tuổi chẳng hạn, có những em bé cái tổ chức VA nó vẫn còn và nó viêm, nó sẽ gây cho cái đường thở nó hẹp đi và nó ngạt mũi khò khè và làm cho em bé nó khó thở. Đặc biệt là khi lúc thức thì cái cơ của mình hoạt động, nhưng khi lúc ngủ thì toàn thân mình nó ở trạng thái nghỉ, và cơ của mình nó ở trạng thái nghỉ và lúc đấy cơ nó cũng mềm hơn và nó cũng rất dễ là có cái hiện tượng mà khó khè, vì cơ nó trùng lại và nó khiến cho cái đường thở nó hẹp đi, và khi mà không khí nó đi qua đi vào một cái lỗ hẹp như vậy thì nó sẽ có một cái đường, nó sẽ có tiếng kêu, bác nghe tiếng em bé kêu thở khọt khẹt như vậy. Thì tốt nhất là bác nên cho em bé đi khám nội soi tai mũi họng xem có vấn đề gì không. Thế còn nếu trong trường hợp mà bác bây giờ mà chưa đi được thì bác có thể vệ sinh mũi họng cho em bé bằng cách là dùng cái nước muối biển này, rồi mình xịt cho em bé, rồi bạn ấy lớn thế rồi bạn ấy xì ra, thế và bạn ấy xúc họng nước muối sau mỗi bữa ăn, rồi bác đưa em bé đi khám ạ. Vâng. Vâng ạ, bác đã nghe rõ những tư vấn vừa rồi từ phía thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đúng không ạ? Xin được chúc bác chăm sóc cho cháu nhà mình được tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì Công Nghĩa xin được chuyển qua một vị thính giả nữa, cũng đã kết nối thành công với Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng rồi. Alo ạ, xin chào vị thính giả. Alo. Alo ạ. Vâng ạ, không biết là đầu dây bên kia vị thính giả có lắng nghe rõ chương trình đang nói không ạ? Alo. Vâng ạ, vị thính giả thân mến ạ, chúng ta hãy nói to lên để tín hiệu sóng được tốt được không ạ? Alo, alo. Vâng. À, nghe ạ. Vâng ạ, xin mời vị thính giả đặt câu hỏi đi ạ. À, alo, chào bác sĩ. Bé nhà em năm nay được 15 tháng đó. Thì hôm nay là tròn 15 tháng 2 ngày đó, mà tại vì bé đổi ăn cơm sớm quá rồi mẹ cũng lo lắng là mẹ sợ là ảnh hưởng cái đường tiêu hóa của bé đó. Thì bác sĩ có thể là cho cái mẹ có lời khuyên đó bác sĩ. Tại vì là bé 1 tuổi là bé không chịu ăn cháo thì bé cứ ngậm thôi không ăn nữa, thì ăn cơm thì bé chịu, cơm mà mình nấu nó nhão nhão thì bé ăn, còn cháo là bé không biết là không ăn nữa, thì mẹ cũng lo lắng là sẽ ảnh hưởng cái đường tiêu hóa của bé, thì cũng nghe cái lời khuyên của bác sĩ nhé. À, chào bạn, thực ra thì em bé 15 tháng nha bạn, em bé được bao nhiêu răng rồi ạ? Bé hiện tại là đang
8 cái răng đã mọc hoàn toàn, với lại cái là đang mọc lên nữa và mọc thêm một cái răng hàm nữa. Tức là đã trồi hết lên rồi nhưng mà chưa có lên hẳn. Vâng, tức là có hiện tượng cả mọc cái răng hàm rồi. Thế đúng thì rồi. Em bé đã mọc tổng số là 8 cái răng mọc trước rồi. Thế còn 4 cái thì đang mọc. Vâng. Thế và không, 5 cái đang mọc với một cái răng hàm là 5 cái đấy đang mọc lên đã một tí rồi. Vâng, 5 cái đang mọc tức là cái răng của bạn là mọc theo đúng theo cái chuẩn rồi. Bình thường 15 tháng thì em bé có được 11 cái răng. Đấy thì em bé như mình là chuẩn bị là có những 12 cái răng. Đấy thì tốt rồi. Thế thì cái việc mà em bé mọc răng như thế thì cái răng hàm mọc lên thì nó cũng sẽ tạo điều kiện cho cái việc mà em bé ăn cơm được dễ dàng hơn. Bởi chúng ta biết rằng là cái ở cái tuổi 15 tháng thì em bé cũng đã có men để cái tiêu hóa cái tinh bột và có men tiêu hóa đạm cũng như tiêu hóa mỡ, nhưng mà nó chưa được đầy đủ như là những trẻ lớn là một. Thứ hai là ở khi mà ăn cơm ấy, thông thường là em bé mà được 20 tháng thì chúng ta mới bắt đầu tập cho em bé ăn cơm nát. Thế còn em bé nhà em mà 15 tháng mà đã có biểu hiện muốn đòi ăn cơm thì chúng ta phải bằng cách là chúng ta nấu cho cơm đấy nó thật là nhừ. Nó nhừ để nó dễ tiêu, bởi vì là khi em bé chưa có răng hàm, em bé chưa nhai được thì cái cơm, em bé hạt mà em bé nuốt cả cái hạt cơm đấy vào dạ dày thì dẫn đến là dạ dày nó sẽ phải làm việc nhiều và nó sẽ không tốt cho dạ dày của em bé. Nên là làm sao là có những cái lúc mà có những cái thời điểm mà em bé nó giống như vậy, như ngày xưa con nhà bác cũng vậy, có cái thời điểm là cơm thì chưa ăn được mà cháo thì lại không chịu ăn. Đấy rất là khổ. Thế thì có mình phải cố gắng thôi. Thế thì tốt nhất là em vẫn nên cho em bé ăn cháo. Thế thì mình nên cho em bé ăn cháo hạt và mình nấu đặc hơn một chút thì nó cũng sẽ dễ ăn hơn. Thế và em giữa hai bữa ăn thì em tránh cho em bé ăn vặt để làm sao mà đến cái bữa ăn của em bé, tức là lúc đó là em bé có cái cảm giác đói, cái dạ dày nó rỗng, cảm giác đói thì em bé cũng sẽ ăn ngon miệng hơn và cũng sẽ không từ chối. Thế còn nếu trường hợp mà em bé nhất định mà từ chối cháo, không chịu ăn cháo thì em đành phải có thể cho em bé ăn cơm, nhưng phải nấu cơm nát và nấu cơm nhiều hơn. Thế thì ngày xưa các cụ vẫn có hướng dẫn cái nấu cơm nát bằng cách là khi mình nấu cơm là mình cơm sôi thì mình nghiêng cái nồi cơm đi để cho cái phần cơm đấy nó sẽ được nhừ hơn và nó sẽ được nát hơn, và mình có thể nấu cơm bằng cái nồi áp suất chẳng hạn để cho cơm mới được chín nhừ, để đảm bảo làm sao cho mà cái khi mà em bé ăn cái cơm đấy vào trong cái dạ dày của em bé thì cái dạ dày nó đừng phải co bóp nhiều quá để làm cho cái cơm nó nghiền cái cơm thành cháo, thì nó cũng sẽ đỡ ảnh hưởng cái dạ dày của em bé. Vâng, vị thính giả đã nghe rõ những cái phần tư vấn vừa rồi từ bác sĩ đúng không ạ? Chúng tôi mong rằng là chị cũng sẽ lại là một vị thính giả nhận được những cái lời khuyên thấu đáo từ chuyên gia của chúng tôi. Thưa quý vị thính giả, một phần ít phút cuối của Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay thì Công Nghệ sẽ ưu tiên cho một vị thính giả cũng đã gửi thư đến với hòm thư điện tử biên tập a@989.vn có đặt câu hỏi đến với bác sĩ Đinh Hồng Hoa thế này. Xin được chào bác sĩ, con tôi được hơn 7 tháng tuổi. Vừa qua thì tuy trời trở lạnh về đêm nhưng mà người bé vẫn nóng và chảy mồ hôi nên tôi thường xuyên mở quạt và máy lạnh. Bởi vậy bé đã bị viêm họng, đi khám tại bệnh viện Nhi thì được bác sĩ kê thuốc kháng sinh nhóm Amoxicillin là 250mg và axit là 31,25mg. Giờ thì cháu đã khỏi bệnh, vậy thì muốn ngăn ngừa tái phát thì sẽ làm cách nào? Xin được bác sĩ đưa ra lời khuyên. Vâng, chào bạn. Em bé nhà bạn là được 7 tháng tuổi rồi. Thì ở cái tuổi này thì cũng là cái tuổi mà hệ thống miễn dịch của em bé vẫn đang còn non yếu và chưa được cái hệ thống miễn dịch chủ động thì nó cũng chưa được hình thành, đang trong giai đoạn hình thành. Còn cái miễn dịch thụ động mà mẹ truyền cho trong thời kỳ bào thai thì là nó cũng đang ở cái giai đoạn mà giảm nhiều. Thế thì ở cái tuổi này là cái lứa tuổi mà em bé cũng rất dễ bị ốm, bởi vì là khi bé chuyển từ cái giai đoạn mà từ uống sữa mẹ sang ăn dặm thì khi mà em bé dùng sữa mẹ nhiều thì em bé cũng sẽ có được nhiều cái kháng thể từ trong cái sữa mẹ truyền cho, thì em bé cũng sẽ có được cái sức đề kháng tốt hơn. Và khi em bé đến tuổi ăn dặm như thế này, từ cái 7 tháng tuổi trở đi là sẽ có rất nhiều những em bé mà hay bị ốm. Như em bé nhà bạn là cái hay bị viêm mũi họng và đã mặc dù đã điều trị rồi, thế thì em bé rất chú ý là cái điều hòa. Thì tôi nghe bạn nói là bạn cũng thường xuyên là cho em bé nằm điều hòa. Tất nhiên là thời tiết nóng như thế này mà không có điều hòa cũng không chịu được. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như mà không cần thiết quá thì ví dụ như là những cái lúc mà trời buổi sáng trời mát chẳng hạn thì bạn có thể tắt điều hòa ra và mở cửa để cho không khí nó được đổi mới. Vì không khí buổi sáng, ánh sáng mặt trời vào buổi sáng nó có tác dụng diệt khuẩn. Và khi mình mở cửa phòng như vậy thì không khí trong phòng sẽ được đổi mới và em bé sẽ được sống trong cái bầu không khí trong lành như vậy, em bé cũng sẽ đỡ bị ốm hơn.
thay vì cái việc mà chúng ta nằm cái điều hòa cả ngày thì bạn buổi sáng sớm thì nó thường là mát hơn, và bạn nên là tắt cái nửa đêm về sáng, nên tắt cái điều hòa đi và mở cửa sổ ra để cho nó được đón không khí buổi sáng trong lành. Thứ nhất, thứ hai là bạn phải vệ sinh miệng họng cho em bé sạch sẽ, tức là bạn ăn xong là bạn phải cho em bé uống nước sạch này, rồi hàng ngày bạn có thể dùng cái nước muối sinh lý 9/1000 để bạn nhỏ cái mũi cho em bé, để làm sao cho mũi của em bé nó được thông thoáng và nó sạch, giống như chúng ta hàng ngày chúng ta phải rửa mặt thì giống như vậy, vì chúng ta biết rằng là cái mũi của em bé, mũi của chúng ta nó là hệ thống mà lọc sạch không khí mà khi chúng ta hít vào trong phổi, bởi vậy trong mũi nó cũng có rất nhiều những cái bụi bẩn từ ngoài không khí nó đã giữ lại, bởi vậy chúng ta cần phải vệ sinh mũi cho sạch sẽ thì em bé với cái đường thở của em bé được thông thoáng này, rồi nó được sạch này, thì em bé mới sẽ không bị nhiễm khuẩn. Ngoài ra bạn chú ý cho em bé ăn uống tốt. Em bé ăn uống tốt thì nó sẽ giúp cho em bé tăng cường sức đề kháng lên, và bạn có thể bổ sung thêm các cái vi chất dinh dưỡng mà nó có chứa cái chất có tăng cường sức đề kháng như Immunalpha, sữa non giống như là cái Brevitin 2. Thì cái Brevitin 2 có thể dùng cho em bé từ 6 tháng trở lên, thì bạn có thể dùng cho em một đợt trong khoảng từ 4 đến 8 tuần. Tôi hy vọng rằng là em bé nhà bạn cũng sẽ không bị cái viêm đường hô hấp nữa. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa và cảm ơn vị thính giả cũng đã gửi thư đến chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe và xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đến từ Bệnh viện Sanh Pôn cũng đã tham gia chương trình và có những tư vấn thấu đáo đến cho quý vị thính giả. Xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói cốm tăng chiều cao, tăng cường sức đề kháng Previtin 2 của công ty dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn số 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a.bacsitivấn.vn. Previtin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi.